Rồi, tiếp theo là về lệnh, khối lệnh, từ khóa. Lệnh và khối lệnh tức là khái niệm là một chỉ thị trực tiếp hoàn chỉnh nhằm ra lệnh cho máy tính thực hiện một số tác vụ nhất định nào đó, trình biên dịch, bỏ qua các khoảng trắng hay là các tab hoặc là xuống dòng chen giữa lệnh. Tức là trình biên dịch, khi mà nó biên dịch nó sẽ loại trừ, bỏ xuống dòng, bỏ cái này, bỏ những cái xuống dòng nè và khoảng cách và những cái comment này là nó sẽ bỏ hết. Đó. Tức là khi mà nó biên dịch nó sẽ gom lại cái file như thế này. Nó gom lại file như vậy nè và comment nó sẽ bỏ hết luôn, tức là nó bỏ hết comment. Ví dụ như ở đây có comment nó bỏ, ví dụ là vậy. Đây, tức là khi nó biên dịch là nó hành cái file như thế này rồi nó mới dịch ra cái mã máy, nó đưa cho máy đọc. Cái đám máy nó làm mình đâu biết gì đó, không không cần quan tâm hả? Đúng rồi, không cần quan tâm. Nhưng mà những người biết mã máy á, tức là những người mà tạo ra cái compiler á, thì những người đó họ họ sẽ cần phải biết cái này. Hoặc là khi mà anh làm về AI á, là đôi khi là cần phải biết cái này. Nếu như anh đào sâu vô hệ thống nữa, tức là tìm hiểu sâu về C, C cộng là anh phải biết cái này. Lập trình cho mấy con robot đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại ví dụ như là em lấy dữ liệu, có nghĩa là bình thường giống như kỳ trung học phổ thông 2020 vừa rồi anh, tức là anh phải có cái mã số thì anh mới xem được cái điểm của học sinh đó. Bây giờ em dựa vô cái mã số đó, tức là ví dụ như dãy số là 1 2 4 5 6 7 8 9 là số của em, nhưng mà em dựa vô cái số của em á, từ đó đó là em sẽ chạy cái vòng lặp, chạy vòng lặp, em chạy ngược về hoặc em chạy lên tăng lên tiếp, thì mỗi lần em lặp là em sẽ tăng lên một đơn vị, và mỗi lần tăng một đơn vị như vậy á, thì em sẽ đọc dữ liệu của, có nghĩa là thông tin dữ liệu mà điểm kết quả của cái học sinh đó với cái mã số tương ứng. Ví dụ như em chạy vòng lặp là em trừ xuống đi, tại vì do cái số của em quá cao thì em trừ về đến khi nào mà nó hết dữ liệu thì thôi. Đó. Thì lúc đó em cần phải biết những cái này là khoảng trắng rồi tám hay là xuống dòng này kia đồ, để mà em sử dụng những cái kỹ thuật đó. Tức là ngôn ngữ bậc cao nó có một cái hàm, nó loại trừ được ký tự xuống dòng, khoảng trắng, tab này kia hết, mình chỉ cần gọi hàm là mình sử dụng thôi. Nhưng mà người học từ cơ bản đi lên họ sẽ biết là nguyên lý cái hàm nó hoạt động như thế nào. Và phân loại thì có câu lệnh đơn và câu lệnh phức. Thì câu lệnh đơn là chỉ gồm một câu lệnh, còn câu lệnh phức là nguyên một khối lệnh, tức là gồm một hoặc nhiều câu lệnh được bao bởi cái dấu ngoặc nhọn. Đây nè, anh để ý ở đây là cái hàm in main và em có dấu ngoặc nhọn, là mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn, và nhiều lệnh ở trong đây được bao bọc ở cái mở hoặc và đóng ngoặc này, và nó thuộc về cái hàm main này, thì đây người ta gọi là khối lệnh. Còn cái này là chỉ là một lệnh thôi. Thì khi mà lệnh với khối lệnh nó sẽ liên quan tới là phạm vi biến. Ví dụ như là cái biến in name này thì bây giờ là em xuống đây em sử dụng là được. Ví dụ như là em xuất ra. Giờ em khai báo ví dụ như là string str full name, tức là tên của một người, ví dụ như tên của em đi là Nguyễn Nhật Tuấn. Lúc này em xuống dưới em xuất ra là tên.
thì em sẽ xuất ra được bình thường, không có hồng máu lõi gì hết. Nhưng mà nếu như trường hợp là cái biến này, tức là biến gen full name gắn bằng với lại cái tên là Nguyễn Nhật Tuấn, em để trong cái khó lệnh, tại vì nguyên tắc khó lệnh sẽ để trong cầm hoặc nhọn à, thì lúc này á là phạm vi nó chỉ hoạt động trong đây thôi, ra ngoài không sử dụng được. Tức là cái biến full name này ra khỏi cái phạm vi là dấu ngoặc nhọn này nè, là cái đoạn từ dòng 19 cho tới dòng 21 á, là khi ra khỏi đó là cái biến STG full name này nó không còn sử dụng được nữa. Nó chỉ sử dụng được trong cái khối lệnh này thôi. Tức là nó trong cái phạm vi này nè. Thì cái này mặc dù nó là một lệnh, nhưng mà do mình để trong cái dấu ngoặc nhọn như thế này cho nên nó vẫn hiểu trong đây nó là một khối lệnh, tức là nguyên cái này là một khối lệnh. Thì trong khối lệnh vô đây thì em copy cái này vô đây muốn xuất ra được, tại vì cái biến STG full name này chỉ sử dụng được trong phạm vi này thôi. Vậy em chạy lên thì nó chạy lên bình thường, còn nếu như em để ở ngoài thì nó sẽ không chạy lên được và trình biên dịch nó sẽ không báo lỗi. Nó báo lỗi nè, đây ok, cái đó là về lệnh và khối lệnh. Và từ khóa là keyword, tức là ví dụ như là biến in double long cha rồi trim hoặc là if l hoặc là constant, thì những cái đó là từ khóa đó. Thì khi mình đặt tên biến này kia đồ là tốt nhất là mình không được đụng tới cái từ khóa của lập trình. Đó. Thì đây là cái bảng từ khóa em note lại nè.